Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 9 tây tháng 4 năm 2020 nha anh em. Mình có lời dừng kiển của anh Vũ. Anh Vũ xin mắt ghi hình với anh em là dài phôi mai vàng. Mình quan sát thấy anh Vũ hôm nay lên khá đẹp, bự, quýt việp việp để phục vụ anh em đó. Để mình hỏi cần cả anh Vũ lên chương trình sau báo anh em cụ thể ha. Rồi anh Vũ ơi. Rồi, để đó đầu tiên là chào tất cả anh em YouTube ngay chương trình hôm nay của mình là lên là có 6 phôi mai vàng. Rồi, nhắc là số điện thoại của anh Vũ. 0907914218. Rồi, bắt đầu làm cái số 1 là cây mai vàng lùng lực nha anh em. Quành khá bự như nè, quả whip luôn nè mày. Ờ, lùng lực búp măng như nè, bởi cũ ha, bộ cũ là 80-90 quành vậy đó anh em. Cái này là nó đóng 5 tược Thái Sơn anh em. 5 tược ngũ phúc luôn ha. Ngũ Hoành Sơn nha. Ngũ Hoành Sơn ha. Như ngũ Hoành Sơn hay là ngũ lộc ngũ phúc gì cũng được. Ngũ phúc để hay ha. Dương Phật ngồi đó nghe không? Khá bự như nè. Cây nở hậu anh em, đem về nhà phong thủy tốt ha. Đó. Ghê lắm nghe anh em. Mà cây mà kiếm cỡ hoành chỗ này thì cũng hơi căng đã thẳng lắm nha. Hết cái bài này thấy không? Hai tay mình đưa vô. Nè, hai tay anh em quan sát thấy hai cái tay anh Vũ ha. Đưa gì không có xi nhê nó đâu đâu. Nè, anh em hình dung ngoài lớn lắm nha. Chị đã biết là bốn tay đó. Khá đẹp anh em ơi. Rồi, cho thông số luôn anh Gột ơi. Quỳnh Thăng ngay chiếc này là 54 nha em. Quỳnh Thăng ngay em nhỏ nhất là 54 nha em. Cái bài cũ đi. Hay cái này nè phải đặt sắt hả? Đặt đo đặt luôn nha bài. Đặt nha anh em. 87 nha em. Quỳnh đặt bài đặt là 87 nha em. Đó, anh em lên chậu là nguyên cái bài đặt nó như 90 hoành lên mặt chậu vậy ha. Rồi đường kính bầu anh Gột. Kính bầu được. Ờ đó đường kính bầu đường ngang á. Cái hoành bà đế tổng là 108 nha. Mình lấy tổng 108. Ờ đúng rồi. Đường kính bầu là 58. Đường kính bầu là 58. Để gom cũ nha anh em. Rồi anh Gột ơi. Cây số 1 này chỉ giá là 14 triệu rưỡi nha anh em. Rồi cây mã số 1 giá của nó là 14 triệu 500 ngàn ha. Anh em mà có yêu hết cứ liên hệ trực tiếp với anh Vũ nha anh em. Nhưng cây bên mình là báo giá này cũng biết ha, báo giá chuẩn cho anh em chơi. Bên mình báo giá công khai bởi vì không có mà thách thức gì chơi với cây này, gặp bên kia nó kêu là cho mình cái rồi khó mệt lắm nha. Trong cây mà hoành mà cũ đặt cỡ 80 này kêu là căng lắm. Bởi cũ là 90 luôn, 80 90 luôn nha anh em. Nhìn ngoài là rất lớn ha. Rồi, đổi phôi kính gột ơi. Rồi tiếp theo là mã số 2 nha anh em, lùng lực cũ đặt nha anh em. Quá đẹp anh em ơi. Ủa để quyết việc việc nha. Sạch luôn nha anh em. Tới 24 giờ đặt cờ sạch luôn. Cái này bứng theo bầu nha anh em. Anh em về có thể chơi chồng lặt nhẹ lại được nha anh em. Đó. Nó trực luôn nha. Nó đứng theo bứng theo cái bầu nha anh em á. Lùng lực bút măng nha anh em. Lùng lực bút măng. Cứ ngắt luôn nè, đấy nè. Để quyết việc việc nha anh em. Rồi, thông số lên gục rồi. Quỳnh Thăng 31. Quỳnh Thăng là 31 nha anh em. Bởi cũ là 50 nha anh em. Đúng rồi. Quỳnh để tổng lên gục. 145. 145. Chiều cao 51. Chiều cao 51. Rồi, cây mã số 2 này giá sao anh gục ơi? Cây mã số 2 này giá 3,2 triệu nha anh em. Rồi cây mã số 2 giá nó là 3,2 triệu, hỗ trợ anh em với ship mọi miền Tổ quốc nha anh em. Quả giá chơi cho một đâm mời ha. Để quý vị vip nha anh em. Đấy là sạch sạch cho nha. Dày đặc luôn nha anh em. Quá đẹp nha anh em. Đấy quá trời đấy. 24 giờ cứ ngắt hết trơn. Rồi, đã gõ anh rồi ơi. Rồi tiếp theo là mã số 3 nha anh em. Cây số 3 này hôm qua là có ông anh là cây này cây quay bữa 7 tay nha anh em. Bữa hôm qua ông anh hô chốt. Hứa chưa xuống lấy được tới chiều điện cũng không thấy được thay bao luôn. Hôm nay mình quay lại cho anh em nha. Anh em mua cây thì báo giá thì xuống lấy hay là sao chứ làm gì thì kỳ quá trời. Rồi. Anh em có hỏng tờ điện quá trời điện mình nói đã dặn rồi.
bên mình làm ăn là chủ yếu là chí tính, anh em chốt là có cây rễ. Rồi vậy đó ha, báo gõ cho anh em vậy đó. Để nôm đi nam, để nôm đặt cho nam pháo bự hết nam. Thêm cây này nó có cái bệ gắt hay anh em, có cây nào cũng có bệ cho nè. Không, không biết luôn. Đặt luôn nha. Cây này về chồng là nằm nguyên cái bộ đế trên cái chậu luôn nha. Khá biết nha nè, để nó sổ cao lắm nha nè. Rồi thông số lên gột ơi. Bình thăng là 36 nha em, cái bệ lên gột. 61. Bệ 61. Chiều cao 62. Chiều cao 62. Bộ nó nôm 32. Bộ nôm 32. Rồi cây mã số 3 này giá sao anh gột ơi? Bữa nay mình để giá thông thương, giá yêu thương cho anh em luôn. Cây số 3 này giá 3,7 triệu nha em. Rồi, cây mã số 3 giá 3,7 triệu. Giá là wow anh kia luôn ha. Chỉ 3,7 triệu rồi nha em. 3,7 triệu. Hỗ trợ anh em với ship mong mì tôi bóc. Bầu gắt nặng gắt bự nha nè. Đến như nằm mời là quậy ha. Không ngại. Chỉ 3,7 triệu nha em, cây mã số 3. Mai vàng. Rồi, trả gõ anh gục ơi. Rồi tiếp theo sau mã số 4 nha nè. Dạng quái thú luôn nha nè. Khá đẹp. Thằng có nhịp đất chỉ xê rất đẹp ha. Bonsai mini nha anh em. Bonsai mini để bạn ha. Để quái gì cần ăn nha. Rồi. Khá đẹp. Rồi, thông số luôn gục ơi. Hoành thăng 19 nha anh em. Hoành thăng là 19 nha anh em. Cao 39. Cao 39. Bộ đế tổng là 53 nha. Đế tổng 53 nha anh em. Rồi. Cái mã số 4 là giá 1 triệu nha anh em. Rồi cái mã số 4 giá 1 triệu hổ cho anh em với ship một mình Tổ quốc nha anh em. Quá dễ chơi cho một đam mê ha. Để quý vị việc nha anh em. Vô chơi dài bo là giờ ngon nha ha. Đó, hôm nay bẻ qua, nè. Nó có đuôi bẻ nhẹ lên cái gò chơi nha. Ok. Rồi đã gõ anh gục ơi. Số 5 lùng lực nha anh em. Lùng lực kiên cần nhịp 1 2 3 đọt ha, rất đẹp. Đấy nó cũng như muốn thú nha anh em, trước nó có 2 giò bỏ có đuôi nha, thấy không? Trước nó có 2 giò có ức nè. Sau đấy nó nhìn mình nó như có cái đuôi gì đó. Khá đẹp, khá vip đi nè. Rồi, cho anh em thông số đi. Thông số luôn gục ơi. 27 Quỳnh Thăng. Quỳnh Thăng là 27 nha anh em. Cao 41. Cao 41 rồi. Cây mã số 5 này giá sao anh gục ơi? Cây mã số 5 này giá 1,2 triệu nha. Rồi, cây mã số 5 giá 1,2 triệu hổ cho anh em với ship mọi miền Tổ quốc nha anh em. Quá giá chơi cho một đam mê ha. Để quý vịm vịp nha anh em. Rồi, đã gõ anh gục ơi. Rồi, tiếp theo mã số 6 nha anh em. Thằng lắc tài cành đẹp ha. Khó biết vậy nè. Cây này chật chơi anh em chơi ok ha. Cây này dễ nhận, cây này nhanh chơi nha anh em. Anh em ghép hay chơi nguyên thủy gì cũng rất ok ha. Rồi thông số đi anh gục ơi. Mình cũ luôn nha. 32 Quỳnh Thăng. Quỳnh Thăng là 32 nha anh em. Cũ đặt 248 nha anh em. Cũ đặt 48. Cây khá bự nha. Rồi chiều cao luôn gục ơi. Cây này nó quái quá quái nè, cốt cạnh đi hiếm nha. Chiều cao 92. Chiều cao 92. Rồi cây mã số 6 này giá sao anh gục ơi? Cây mã số 6 này giá của nó là 3 triệu nghe nè. Rồi cây mã số 6 giá nó là 3 triệu. Hổ cho anh em ship mọi miền Tổ quốc ha. Quá trời đẹp nè. Á, rồi con cây cũ này nó nôm xuống nghe nè, thấy không? Cũ đặt luôn hả nè. Thấy không? Đó, cũ sập luôn rồi. Cũ đặt mà đế nôm luôn nha nè. Cũ gần 50. Ăn quá gì cần ăn nè. Đó. Rồi nhắc lại giá cái anh gục ơi. Cây số 36 là giá 3 triệu nha anh em. Rồi, cây mã số 6 giá 3 triệu nha nè. Rồi, cây mã số 6 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em có hết cây nào cứ liên hệ trực tiếp đến Vũ là số 0907914218 nha anh em. Anh em có quý hiệp chương phẩm cho mình ký kênh này, có động lực đi săn cây quay ghi hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em. Hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.